cho dù là người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ từng sáng lập ra hãng Microsoft nhưng những nỗ lực đổi mới công nghệ của tỷ phú này không đồng nghĩa với việc ông để con thoải mái sử dụng thiết bị điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người giàu nhất hành tinh tiết lộ ông cấm con cái không dùng điện thoại di động khi chưa đủ 14 tuổi. Tỷ phú Bill Gates có ba người con là Jennifer, 20 tuổi, Rory, 17 tuổi và Phoebe, 14 tuổi. Ông cho biết ông thường giới hạn thời gian dùng điện thoại vào ban đêm để các con đi ngủ vào giờ hợp lý. Vì các con than phiền những đứa trẻ khác được sử dụng đặc quyền này sớm hơn, ông vẫn giữ lập trường của mình. Gia đình Bill Gates còn có quy tắc không được sử dụng điện thoại di động khi đang dùng bữa. Vị tỷ phú cũng có một số quy định riêng khác trong việc dạy dỗ con cái, như các con ông phải tự làm việc nhà và được nhận một số tiền rất nhỏ đủ để chi tiêu hàng ngày. Ngoài ra, không ít lần trả lời truyền thông Ông, ông trùng công nghệ này khẳng định phần lớn khối tài sản khổng lồ của ông sẽ được dành cho các công tác từ thiện Bill Gates không phải là đại gia công nghệ duy nhất hạn chế các con trong việc sử dụng công nghệ. À, trong một bài báo xuất bản vào năm 2014, thì Steve Jobs, nhà sáng lập ra Apple cũng đã nói rằng là các con của ông thì vẫn chưa được sử dụng iPad. À, có lẽ chính vì vậy mà ông được gọi với cái tên thân mật đó là vị phụ huynh lỗi thời trong công nghệ. Và tôi thì lại rất ủng hộ sự lỗi thời đó, bởi vì bên cạnh những lợi ích mà điện thoại mang lại, thì theo các chuyên gia, điện thoại đang mang đến rất nhiều nguy hiểm. Vào ngày 11 tháng 4, một Tòa án tại Italia đưa ra phán quyết cho rằng là việc phải sử dụng điện thoại di động liên tục một thời gian dài trong quá trình làm việc đã khiến cho một người đàn ông mắc khối u não. Với phán quyết này của tòa viện bảo hiểm tai nạn quốc gia Italia sẽ phải trả cho người đàn ông này khoảng 535 đô la Mỹ mỗi tháng và đây là lần đầu tiên trên thế giới có sự thừa nhận về mặt luật pháp sự liên quan giữa khối u não và việc sử dụng điện thoại di động quá mức. Và vừa rồi chúng ta vừa điểm qua những tin tức đáng chú ý từ sáng đến tối. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghỉ giải lao trong một ít phút trong giây lát và chúng ta sẽ quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình.